đám cưới tình cũ Quang Hải, Nhật Lê ở Thanh Hóa, cô dâu đeo vàng triệu cổ, hành động của mẹ chồng gây chú ý ngày 12 tháng 1. Nhật Lê chính thức kết hôn với ông xã là Mạnh Tuấn, đám cưới được tổ chức tại nhà trai ở Thanh Hóa. Nhật Lê, nickname Lu, sinh năm 1999, từng được nhiều người nhớ đến là bạn gái của cầu thủ Quang Hải. Tuy nhiên, sau khoảng 3 năm hẹn hò, Nhật Lê và Quang Hải chia tay. Từ sau đó, Nhật Lê có cuộc sống kín tiếng hơn. Cô tập trung vào kinh doanh và làm các công việc liên quan như KOL, người mẫu ảnh. Mặc dù không còn hoạt động quá năng nổ trên mạng xã hội, nhưng Nhật Lê vẫn có sức hút riêng, là cái tên nhận nhiều sự chú ý của netizen. Cho tới gần đây, dù trên trang cá nhân vẫn không hề hé lộ bất cứ thông tin gì, nhưng bạn bè của Nhật Lê đều đăng tải hình ảnh trong đám cưới của cô nàng. Được biết, chồng hiện tại của Nhật Lê tên Mạnh Tuấn, quê Thanh Hóa. Ngày 30 tháng 12 vừa qua, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn và tiệc cưới ở quê nhà cô dâu. Cô dâu Nhật Lê được mẹ chồng ân cần dẫn vào nhà ngày 12 tháng 1, Nhật Lê chính thức kết hôn với ông xã là Mạnh Tuấn. Đám cưới được tổ chức tại nhà trai ở Thanh Hóa. Dù khá kín tiếng sau khi chia tay Quang Hải, nhưng Nhật Lê vẫn nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, nên đám cưới của cô cũng rộn ràng trên mạng xã hội. Nhiều khoảnh khắc được chia sẻ rầm rộ. Trong đó, đáng chú ý nhất nhì phải kể đến cảnh Nhật Lê được chồng và mẹ chồng dẫn về nhà. Đi bên cạnh con dâu, mẹ chồng Nhật Lê vừa tươi cười vừa cẩn thận dìu vì sợ con ngã. Chính hành động này đã khiến dân tình chú ý. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng khi thấy mẹ chồng chăm sóc nàng dâu. Cơ ngơi chú rể ở Thanh Hóa rất khang trang, rộng rãi cũng trong khoảnh khắc này. Nhà chồng Nhật Lê ở Thanh Hóa cũng được hé lộ. Có thể thấy nhà Mạnh Tuấn khá khang trang, rộng rãi, là kiểu nhà thường thấy ở vùng đồng bằng miền Bắc. Đạp cưới hoành tráng cũng được dựng lên ngay bên cạnh nhà. Sau khi đoạn clip về nhà chồng được đăng tải lên mạng xã hội, nhà chồng Nhật Lê trở thành từ khóa được cư dân mạng tìm kiếm. Cô dâu Nhật Lê đeo vàng triệu cổ, nắm chặt tay chú rể trong ngày trọng đại. Bên cạnh đó, hình ảnh cô dâu Nhật Lê treo vàng triệu cổ là quà của gia đình và người thân hai bên cũng được quan tâm. Cặp đôi nhận về cơn mưa chúc mừng của dân mạng, nhiều người còn nói đùa rằng lấy chồng xong bỗng, giàu có thế này thì ai cũng thích.